Giang xin chào mọi người, chào các quý phụ huynh. Đây là Minh Hy, cháu của Lê Giang. Bữa nay hai cô cháu đến Alex để nhận bằng khen. Trời ơi, chịu không nổi luôn vậy đó. Học gì mà giỏi quá vậy con? Đây nè, bằng IELTS 7.5 luôn. Mới có 2 năm thôi đó. Công nhận nó cháu tôi giỏi dễ sợ. Trời đã dễ sợ luôn vậy đó. Bây giờ mình có bàn tay rồi, bây giờ Lê Giang chia sẻ với mọi người các quý phụ huynh chút xíu nha. Để giờ Lê Giang nói chuyện tiếng Anh với quý vị khán giả vài câu nha. Tại vì dạo này thì cháu cũng dạy cô nói chút đỉnh. Thì cô là lúc trước á, no English là không có biết tiếng Anh. Now là bây giờ á, I am little bit English là biết tiếng Anh chút chút. Đó, mọi người hiểu Lê Giang nói không? Đó là do cháu của Lê Giang dạy đó. Mà cháu Lê Giang học từ đâu? Từ Alaska. Cái thứ nhất là xã hội mình phải cần học và cần biết tiếng Anh. Vì bây giờ tụi trẻ rất là thông minh, cho nên là Lê Giang nghĩ rằng các phụ huynh chúng ta nên cho con cháu mình đến Alex. Và trước khi mà Lê Giang đăng ký cho cháu Lê Giang học ở đây là có một cái tờ cam kết để chứng nhận rằng là cam kết này có đầu ra. Nghĩa là cháu mình học cho đến khi nào mà ví dụ cháu mình chưa tiếp thu kịp sẽ được học lại mà không tốn tiền, gia sư một kèm một luôn đó. Cho nên cháu của Lê Giang á, bây giờ nói chuyện tiếng Anh rất là giỏi luôn. Phải nói là tại vì ai cũng vậy, mọi người đều có công việc mọi người, nhưng mà khi mà mình tìm cho con cháu mình một cái trường để mà tin tưởng học á, thì mọi người cũng phải tham khảo và phải biết thêm về cái nguồn gốc của cái trường này dạy như thế nào. Cảm ơn Alex đã dạy cho cháu của Lê Giang nè. Tại vì một cái nơi mà Lê Giang thấy là tin tưởng để cho các phụ huynh á, mình đăng ký ở đây học. Và đặc biệt giá ở đây rất là hợp lý, rồi học dễ hiểu nữa. Gia một, gia tư, tiền một luôn. Rồi nói chung là con rất là thích ở đây đúng không con? Đó, bây giờ nói là Lê Giang hôm nay rất là vui. Mọi người cũng biết là Lê Giang cũng bận nhiều show quay lắm. Nhưng mà những chút thời gian đã cho cháu mình đến Alex học rồi, thì hôm nay cháu mình có cái bằng nữa. Trời ơi, rồi bây giờ phải những chút thời gian tối đây lấy cái bằng về quê với mọi người nè, phụ huynh ơi. Cho nên là hy vọng rằng các phụ huynh hãy chọn cho mình một cái nơi học tin tưởng để cho con cháu mình đến học Anh Văn tại đây. Đó. Con thời gian con thấy học ở đây con thấy sao, con nói cho con nghe đi. Thì lúc trước cái phần nghe với lại phần nói là phần giao tiếp của con nó hơi yếu so với lại mấy bạn trong lớp. Thì mấy bạn ai cũng giỏi tiếng Anh hết nên là con hơi có một chút buồn gì kia. Nhưng mà sau khi học tại Alex thì con cảm thấy mình cải thiện cái phần nghe nói đọc viết hơn, với lại mình tự tin hơn một chút. Do lúc trước là đăng ký cho chị Lê Lộc nhưng mà chị đó bận nên là cô Lê Giang kêu con học thế, nhưng mà thích quá nên học thêm một năm nữa. Và con cũng xin cảm ơn gia đình, người thân cũng như là cảm ơn cô Lê Giang đã cho con học ở đây. Và con cũng xin cảm ơn Alex đã tạo điều kiện cho con thích hơn về cái môn Anh Văn. Cảm ơn Alex.